Xin mời các bạn đến với thánh địa Gò Xoài Kẹo Chế các bạn. Đây là kênh bình luận viên tào lao chả biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Chúc cho các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn, vui sống, xem bóng vui vẻ nha. Hiện tại bây giờ là 18 giờ giờ địa phương Gò Xoài, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cuộc đối đầu thật sự rất thú vị, kịch tính các bạn. Đứng trước màn ông kính cười lầm là tem của Hoàng Duy cọp Gò Xoài. Minh Vui đến từ Tây Ninh, ba ba ơi cứu con. Trầm Dên. Còn bên kia là với sự xuất hiện của Thi Béo, Tài Nhỏ và Xỉnh Xỉnh Vĩnh Lộc. Đây phải nói là rất hấp dẫn cặp này nha bạn, rất kịch tính nha bạn. Đại Lâm sẽ quay những điểm đầu và những điểm cuối thôi nha bạn, tại vì tụi này các cầu thủ này đánh rất lâu mới rớt trái banh các bạn à, các bạn thông cảm nha. Quá hay cho Minh Vui, đáng tiếc cái chân của Minh Vui không thật sự cảm giác. Hiện tại đang vô hàng quá vô các bạn ơi. Thọ Bến Tre. Đây là cái bộ hiện tại bây giờ rất ấn tượng tại Gò Xoài các bạn. Hoàng Di, Minh Vui chạy Tây Ninh và Trầm Dên Đồng Tháp. Đây là bộ ba hợp tác Liên Hợp Quốc. Hai một hả? Một pha tự sát lập chụp giữa Minh Vui và Trầm Dên. Máy ơi, tỷ số tạm giờ là 2-2 nha các bạn. Một pha không được tốt của Xỉnh Xỉnh vừa rồi. 3-2 nghiêng về cho hiện tại bây giờ đang vô hàng quá các bạn ơi. Ba hai. Một pha phản đòn quá hay của Tài Nhỏ, 3-2. Lại là Hoàng Di tự sát tại đó nè. Cái đầu mà chưa vô form chuyện.
Một pha kết thúc ngoài của Sinh Sinh. 4-0. Mấy anh muốn đều một pha quá hay của Sinh Sinh bằng cái giò. Các bạn thấy các cầu thủ trẻ bây giờ rất hay, rất hay. Một pha lập chập về bên phía của Tài Nhỏ và Sỉnh Vĩnh Lộc cùng Thi Béo. Tỷ số 5-4 đang nghiêng về cho Hoàng Duy. Xin mời các bạn xem những trái bóng gần cuối trận nha các bạn. Đại Lâm xin nhắc cho các bạn biết nha, Đại Lâm ở kênh Đại Lâm Mua Đầu Giò và kênh Đại Lâm Chuyện bên đây. Còn tất cả các kênh khác không phải của Đại Lâm nha các bạn. Vì có nhiều kênh lấy clip Đại Lâm quá nhiều, quá nhiều. Hi. Thank you các bạn luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Mua Đầu Giò. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mấy ta? Tỷ số hiện tại bây giờ là 11-10, nghiêng về cho tem Hoàng Duy, Minh Vui và Trầm Dên. Trận đấu rất kịch tính hấp dẫn các bạn ơi, so kè nhau từng điểm các bạn à. Lại là Thi Béo đưa đồng đội vào thế khó. 12-10 nghiêng về cho Hoàng Duy. Một pha quá đáng tiếc. 11-12. Một hai ở đây. Một pha quá hay của Sinh Sinh. 12-12. Quá hấp dẫn, quá căng thẳng các bạn ơi. Một pha kết thúc quá hay của Sảnh Di Lộc. 13-12. Đây, hỏi máy đây.
13, 12. Giờ có ai để bên cánh mày. Hoàng Duy gác 12, 10 ở bên tại nhỏ xinh xinh và Thi Béo lên 3 điểm liên tiếp Quang. Sao? Một pha không hiểu ý nhau, không biết điều gì đang xảy ra giữa team Hoàng Duy và Văn Vui, Minh Vui và Trầm Dân. 14-12, thật sự quá bất ngờ cho pha bóng vừa rồi. Lên 4 quả liên tiếp thì không tin được điều gì đang xảy ra. 12-10. Hay cái tài ơi. Lên 14-12 luôn. Sao? Quá đẹp tôi rồi. Rồi. Chính Hoàng Vui là người đưa anh em ra xa bờ an toàn. Giờ anh kêu qua đứng ẩu mà đồ má ẩu luôn. Quá không biết hiểu điều gì xảy ra. Minh Vui đưa anh em ở tem tài nhỏ sẽ và Thi Béo chào bờ an toàn dùm. Xin chúc mừng tài nhỏ sẽ Thi Béo và Sinh. Thấy lụm tiền nữa rồi bà.